Vợ chồng Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Có một cái thông tin cực kỳ chấn động quý bà con. Dạ, con le le nó phát hiện ra hàng hai bàn thờ ăn cắp tiền của nó đi cho người khác. Trời đất ơi, thấy ghê chưa? Rồi. Trời đất ơi, trai bình thường không nấu. Ừ. Đây nè, để tôi kể đầu đuôi cho bà nghe. Rồi. Và em sẽ kể đầu đuôi cho quý bà con cô bác mình nghe. Thì chuyện nó như vậy. Rồi. Thì ngày hôm qua, chắc hẳn là không ít cũng nhiều, quý bà con cô bác mình đã biết được cái thông tin á, là có hình ảnh video luôn nha quý bà con. Rồi. Cái đám YouTube ở ngoài Nha Trang đó. Rồi. Nó mới vô ngay cái quán hủ tiếu bò viên của bà Sáu. Mới ăn hả? Trời đất ơi, chưa gì hết trơn, nhảy họng tôi. Thì nó cũng ăn. Ừ. Ăn, nó ăn là cái chủ là phụ thôi. Rồi chứ làm gì? Nó vô nó trao cho bà Sáu một số tiền mà nó không công bố ra. Rồi. Nhưng bà Sáu bà nói á, với hàng khỉ Bình Dương nó nói á, rồi, là cái số tiền này tương đương 999 tô hủ tiếu bò viên. Thì giờ ước tính á, là ra 50 triệu đi. Rồi. Cho dễ, tại vì 50 ngàn tô. Tròn, đúng không? Cho tròn đấy ha. Tròn 50 triệu. Đó thì bà Sáu mới nhận, bà Sáu mới lên cảm ơn cộng đồng mạng đâu, à, cảm ơn người này người kia, người A người B người C đâu đó. Nhưng ông, mà ủa mà Phan, mà tại sao lại cho bà Sáu? Trời đất ơi, ông nội tôi biết à, cũng như tự nhiên lâu lâu vậy, cái tự nhiên có người này người kia lại cho bà Sáu vậy đó, đúng không? Chắc cũng phải kêu gọi. Không có kêu gọi và cũng không có ai mà cho hết trơn đâu quý bà con. À. Quý bà con mình biết cái số tiền đó từ đâu ra không? 50 triệu mà cái thằng khỉ Bình Dương nó đưa đó. Rồi. Của hàng hai bàn thờ đưa cho bà Sáu. Với mục trời đích gì? Đất ơi, cộng đồng mạng bây giờ người ta đồn lung tung sao vậy? Với mục đích gì? Thì bây giờ giúp cho bà Sáu để làm gì? Để chiến đấu với chị Loan. À. Bà hiểu chưa? Trời đất ơi, với là già dặn mượn tay của khỉ Bình Dương à, để mà nói là ừ, từ thiện nhưng mà thật sự là không phải, mà để tiếp tay tiếp tiền chứ sao? Tiếp tiền cho bà Sáu, đúng không? Đúng vậy. Và em tin chắc rằng cũng sẽ có nhiều quý bà con cô bác thắc mắc là tại sao hai bàn thờ nó phải bơm vô cho bà Sáu. Đúng. Thứ nhất sao? Bơm một mớ vô 50 triệu đó. Rồi. Cái số tiền này là cái số tiền mình ước tính nha quý bà con. Đúng, tại đúng, vì đúng, nó không công khai. Đúng. Thì nó bơm vô làm chi? Rồi, thứ chi? Nhất để làm lộ phí chuẩn bị mẹ con ve. Rồi. Đi ra kiện luôn chị Hồng Loan ở ngoài Trung ương. Đó. À, để... Thứ hai. Rồi, ừ, thứ hai. Thứ hai là dằn mặt cái bà soạn giả soạn Mỹ tao nghiến bên Mỹ đó. Ủa mà tại sao dằn mặt bà sao? Trời đất ơi, bà soạn giả này hôm bữa bà lên bà viết bà tố thằng hai bàn thờ đi làm chân mày mà kêu bằng phong Mỹ á, phải không? À, mà hình như hai người này đã đâu có thuận, thuận đâu đúng không? Muốn lôi kéo con ve để dằn mặt nhau vậy à, đó mà dằn. Bà soạn giả rồi, thì bà muốn kéo con ve về phải bà. Đúng. Ngay bàn thờ nó rồi, cũng muốn kéo con ve về phe nó để chi, để mà nó quất chị Loan. Quất. Trời đất ơi, mà em hỏi quý bà con mình, em nói sẽ có nhiều quý bà con mình không tin, nhưng quý bà con cô bác mình hãy suy nghĩ lại như thế này nè. Sao nếu mà thật sự đó rồi, bà Sáu mà bả còn người mà ủng hộ bún bò cho bả, ơi hủ tiếu bò viên cho bả đó rồi, thì tại sao không ủng hộ những cái lần trước? Đúng. Chẳng hạn như là cái gì, chẳng hạn như là Bảo Gia Ghi vừa rồi. Đúng. Tại sao mà em nói như vậy? Và quý bà con mình có bao giờ mà thắc mắc Bảo Gia Ghi thì ở miền ngoài chứ đâu bắt mớ gì tới bà đâu. Em nghĩ vậy là em sai lầm. Đúng, 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 đúng. Đây nè. Sao? Anh nói cho em nghe nè. Sao? Một đứa mà bây giờ thậm chí mình nói nó ước mơ và nó ghiền được trở lại sân khấu như con ve đó, thì bà nghĩ đi. Rồi. Đó có phải chăng là một cái cơ hội để mà nó lấy lại cái hình ảnh để mà nó tiếp xúc với khán giả không? À, đúng không? À, làm như là bà đăng lên lần lấy le chứ đúng sao? Không? Cũng như em nói vậy phong đó. Phong bạc đúng không? Không có phong bạc mà cái kiểu ý tôi nói bà vậy nè. Bà thấy con le le không? Sao? Nó đi ra ngoài miền ngoài với chồng nó để làm mục đích là gì? Đúng là nó đi từ thiện nhưng mà mục tiêu nó là gì? Làm màu hình ảnh. Làm màu hình ảnh, đúng. Lấy lại danh tiếng, lấy lại từ tình cái thương của mọi người. Đúng, đó, bà hiểu rồi đó. Ừ. Thì con ve nó cũng vậy. Mà tại sao tháng này, tại sao cái lúc Bảo Gia Ghi đó con ve nó không đi? Đúng. Là tại vì nó không có kêu gọi được lấy cái đách gì nó đi. Đúng. Đúng chưa? Không lẽ vậy nó bỏ tiền túi đi đâu à, phải. À, đúng à, chưa à, quý bà con? Rồi rồi. Hơn ai hết nó rất muốn đi. Đúng. Nhưng tại vì nó kêu gọi không có được. Rồi. Cho nên vì vậy nó không có đi. Đúng. Đúng không? Rồi. Mà bây giờ tự nhiên đụng cái tự nhiên và có người nó nói là đây là tiền cộng đồng mạng ta gom vô rồi nó đọc tên người này người A, người B, người C vô để gom cho cô Sáu mua cho cô Sáu muốn làm gì cô Sáu làm. Cái bắt đầu bà Sáu biết nói sao không? Sao?
để tiền này sao hứa, sao khóc đâu nghe, sao hứa sao sẽ đi làm từ thiện. Ủa, cái con khỉ móc. Bây giờ mà nói cái chuyện mà bà muốn thương cái chuyện gì không, nhưng mà tự nhiên đâu con gái của bà thì đi có tiền đi du lịch nước ngoài, đi này đi kia, còn bà thì bà bán hủ tiếu, mà tự nhiên đi cho bà là sao? Tự nhiên cái cho bà, cho bà là cũng như cho luôn ve vậy đó. Thì đó cho ve, nhưng mà phải chi hai người này đâu phải là lặt lè đâu, mà đi cho không đáng chỗ mà cũng đi cho đúng. Nó trời ơi, ai mà cho, không có ai cho á, chính là hai bàn thờ nó đút lót nó đưa đó. Trời ơi, chứ mà hỏi quý bà con mình nè, nghĩ cho sao mà giờ trời ơi, cái vụ mà bánh trung thu bà nhớ không, đúng. Phương Anh có tiết lộ đó, trời ơi nó còn cắn người ta, nó còn chưa có trả bánh trung thu người ta đúng. Thì mà hỏi quý bà con mình, cho thì đồng ý, lâu lâu người ta cho 1 lần, chứ đâu 1 năm cho 2-3 lần làm từ thiện 2-3 lần đâu ra. Trời ơi, tiền là người ta cũng làm mồ hôi nước mắt mới có. Nhưng mà ví dụ có cho đi, mà cho ở miền ngoài kìa, đang bảo hiện tại bảo Trà My cũng đang ảnh hưởng luôn nè. Chính xác, ví dụ giờ người ta muốn làm từ thiện đúng. Không có mắc cái gì phải mua hủ tiếu đúng rồi. Hủ tiếu bà Sáu để làm từ thiện đúng. Mà tại sao người ta không đi gửi thẳng vô Mặt trận Tổ quốc, người ta cho đúng. Bà con của bác miền ngoài đang bảo Trà My mới vô đó. Mà bà Sáu cũng còn tay còn chân, khi con chị ve cũng có thể đi du lịch qua đó. Ở bên ăn chưa? Một cái buổi ăn 1 triệu bạc. Ôi sang chảnh vậy mà tại sao không có tiền? Đây nè, em nói quý bà con nghe vậy nè. Sao? Quý bà con mình thử nghĩ giùm em đi. Rồi. Cái quán hủ tiếu bò viên của con ve đó, bây giờ chúng ta không cần phải thử nghĩ, chúng ta coi cái thu nhập chính của con ve từ đâu. Có phải chăng bây giờ nó thu nhập từ quán hủ tiếu bò viên không? Biết làm gì không? Xếp túi mù. Mấy cái bán hàng online của nó thật ra quý bà con, người ta vô người ta câu người ta chữ nó nhiều chứ không ai mua. Em nói thiệt á. Chửi cái bà dọn mọ lại bà chửi lại. Và em hỏi quý bà con mình, vậy thì thu nhập từ đâu mà ra? Đây nè, nó có một cái hội nhóm kín. Đúng. Một cái group con ve và cái thằng nu nu cao đó. Đúng. Hai đứa đó là hai cái đứa chuyên gia đi kêu gọi ở trên cái hội nhóm group ở đó. Trời, hội nhóm kín đàng hoàng. Nó mới có tiền nó ăn nó sinh sống chứ, mà hỏi quý bà con mình thông qua cái vụ bán hủ tiếu bò viên. Đúng. Ví dụ nó lên nó kêu gọi được 100 tô. Đúng. Nó đi phát chừng 30-40 tô. Đúng. Nó để chừng 70-80 tô đó vui á, thì nó phát, còn không á nó phát chừng đâu đó tổng cộng lại chừng 80 tô, 20 tô nó không thèm phát. Nó chơi cái chiêu như vậy đó. Rồi. Trời đất ơi, mà bây giờ em nói với bà con mình á, có phải chăng em nói như vậy là hoàn toàn hợp lý không? Đúng. Giờ hiện tại bây giờ cộng đồng mạng người ta đồn gầm, người ta nói số tiền đó chính là do hàng hai bàn thờ nó đưa cho bà Sáu thông qua cái thằng khỉ Bình Dương. À, mà hiểu bây giờ rồi, tôi nói rồi. Bà nghe nó nè. Rồi trời sao? Đất ơi, sao? Em hỏi em nói nhiều khi quý bà con mình không tin. Sao? Thì sau khi đó rồi. Cái câu chuyện mà phát hiện ra mới đầu là con Le nó nghi. Nghi. Nó chỉ nghi thôi. Nghi thôi. Nó nghi là nó không biết này kia cái kiểu. Rồi. Nhưng mà tự nhiên á, tôi nói bởi có tật giật mình. Sao? Tôi nói thiệt, cái gì mà mình giấu á, càng giấu thì nó sẽ càng lòi ra. Đúng. Trên trang cá nhân của hai bàn thờ. Rồi. Ở trên cái trang mà kêu bằng Vũ Le giải trí đó. Đúng. Tự nhiên á, không biết mắt ông mắt cha gì á. Sao? Tự nhiên cái chụp tấm hình hai vợ chồng nó ôm nhau. Rồi. Ừ. Cái nó lên bài viết vậy nè, tôi đọc sao, bà nghe. Sao, sao? Ừ. Một đời, cuộc đời, ở bài một đời dài lắm, hãy để anh che chở cho em. Rồi. Trời đất ơi, không gậy bị chữ thấy mụ nội luôn, tự nhiên không lên bài, tự nhiên cái này lên bài. Có tật giật mình. Đó. Rồi còn chứa. Đây ở dưới nè. Rồi. Đau khổ đã luyện cho tôi những tâm hồn mạnh mẽ nhất. Những nhân vật có ảnh hưởng nhất đều luôn mang trong người những cái vết sẹo. Rồi. Trời ơi, ghê không? Rồi. Thả lỏng cơ thể để đón chờ những điều tích cực nhé, vợ yêu. Trời ơi, thấy ghê không? Tức là trời giống ơi. Như mình đang làm cái gì, điều gì sai trái. Tức là cái bậc mà mình phải nũng nịu với vợ, mình phải thương vợ. Vợ là nhất, như là số 1, đúng không? Thiệt quý con, em nói thiệt không phải vậy. Đúng. Có nhiều khi em đi đá banh, nhiều khi vợ em nhà nó lo con cái mình á, em cũng phải nịnh á. Để anh phụ một chút cho thật đó. Mình làm cái kiểu mình phải nịnh vợ mình đi, vợ mình cho đá banh. Ở đây cũng như là chiều á, vợ có mình nó lo hai đứa con, thì chiều em phải đi đá banh. Thì em cũng làm vậy đó, để làm chi? Để cho nó cho mình đi. Đúng không? Thằng hai bàn thờ nó cũng tương tự vậy. Đúng. Trời ơi, hổng gài á. Bà ấy hổng gậy nó bị bảo táp phong bị... ba không che chở đúng không? Hổng lên nói, không lên nói tiếng nào, tự nhiên cái này cái khui ra, trời ơi gì một đời dài lắm để anh che chở cho em mụ nội. Tại vì sao mới sức miêu 50 ra cho nên hơi là khốn khốn. Em nói ra nữa đó, bảo đảm sồi non sồi đực sồi thối nhậu vô gầy em. Sao mày hay quá, sao mày biết nó đi ăn cắp tiền ta? Vậy chứ tiền đâu có. Hai bàn thờ em nói thật với bà con, giờ tiền đâu có.
tiền 300 triệu của chị Long chưa tả ơi, nè. Nợ nần của nó ngập đầu kìa. Rồi thua bây... kiện gì đủ thứ tùm lum sao bên hết ta. Cái vụ mà hát ở Cần Thơ chắc bị lội phải không? Lội rồi chứ đâu ra nữa còn tơ. Chuẩn bị đúng rồi, chuẩn bị rồi. Bước qua tháng 11 rồi thì còn vài bữa nữa là tới rồi. Trời đất ơi em hổng với bà con mình á. Bây giờ em nói thật nha. Hằng hai bàn thờ bây giờ nó phải hút. Hút. Nó phải hút và nó hử. Hử. Và nó ngử. Nó ngử con le le nó mới sống nổi thôi chứ thiệt quý bà con. Chị Le chị hãnh diện gì phải có ông chồng công công quẹo quẹo gì ừ. Đó. Ôi ơi. Trời ơi hãnh diện có người à, cái ông chồng là sao Hoàng A. À, cái gì A. Đó. Mà sao Hoàng A mà nổi bà show. Cố luôn. Ừ, không có show nào trên sóng truyền hình mà trực tiếp cho khán giả câu hết trơn á. Đó bây giờ anh nói anh đi thi đi, anh là nghệ sĩ âu ám mà sao anh ở nhà anh hử vợ anh sao làm sao? Đó. Ai quên không phải. Sao? Dẹp cái người nghệ sĩ mà ưu tú rồi. Sao? Nghệ sĩ pha sữa. À. Đúng không? Anh ơi. Hỏi em đâu. Bây giờ cộng đồng mạng ta kêu bằng nghệ sĩ pha sữa. Ôi, trời giấc ơi ông nội ta nói đúng mà. Với nghệ sĩ rửa cái phao câu á. Le le đi xong mà bắt đầu anh ơi vô rửa men mới trời đất ơi nay giấy hết anh ơi rửa một tay xong đem vô ngữ trời đất ơi nội nghệ sĩ vậy hả trời không có nghệ sĩ gì là bởi vì mấy cái sao hạng A đúng rồi chứ sao hạng B làm gì có cửa như vậy được đúng không em nói thật với quý bà con á con le le nè trời đất ơi ông nội ta nói bây giờ là kêu bằng nó te tua đã làm ăn kinh doanh buôn bán nó ê lên ê xuống. Xuống mà chưa gì bị hai bàn thợ nó báo cho báo, báo, báo. Nó mòn nó gút nó mòn nó rỉa tao nó y chang như cá lòng tông rỉa vậy mới đem hai đứa ba đứa con ra để câu view của ai đó hèn chi hổng gậy tụi nó bà làm lung tung sợ bên phăng phắc hết tự nhiên đòi cái răng đòi cái răng cái đầu răng không xong cái quan má tư quan má tư má tư xong cái má tư xong cái vợ Bích Trâm luôn trời đất ơi nói chị đối xử rồi chị Bích Trâm là lôi kéo con mình vô nè em nói quý bà con mình không tin đúng không? Đúng. Con le le đó nên đúng, nhớ đúng, giùm đúng. Em vậy nè. Nó có 3-4 cái Facebook là. Đúng rồi. Cái Facebook chính chủ của nó khôn lắm. Nó không có thèm like. Đúng. Nó like ngay cái trang mà chuyên gia nó bán hàng. Nó để chi? Để cho ta câu nhiều vô. Đó, trời đất ơi. Càng chửi chi. Thì càng có view. Nó có cao tạo scandal, scandal gì đó. Trời đất ơi. Để mà có khán giả được tương tác rồi. Người thương, người ghét đúng không? Có người này, người kia. Đúng vậy. Đúng. Trời đất ơi, chơi chiêu hả bởi? Xưa rồi bởi. Mà nói, tính ra nói chị Bích Trâm là bán ế mà ta xúc điêu phạp luôn. Bọn này bán sữa hả? Nhân viên thì kêu gọi cái bill trên trời. Không có cái bill nào xuất ra hết đâu, trơn. Không có kêu bẻm nó, bẻm nó bẻm ấy. Kêu bill trên trời gì? Có nhiêu đâu trời đất ơi, kem nó kêu 12 triệu mấy. Mà không ai mua luôn á. Tả còn 2 triệu mấy, không ai mua luôn. Không ai mua luôn. Còn cái này chị là đồ ăn vạt, đồ ăn này kia, đồ bill luôn. Ơi, chị Lo thì làm không kịp luôn. Còn cái không biết ai đang lợi dụng ai để bán hàng cho ta. Còn nhân viên thì rào khét khóc lóc tới ý on tên like, không có con bill nào hết. Em nói thật nha. Cái cơ sở làm răng á của nó mình không phải nói của nó chỉ qua là đại diện thôi. Thật sự nè quý bà con từ từ đi rồi thấy tàn mạc tới mà nghe đồn như là ba đứa con là chồng cũ nuôi bả không chứ có sao? Nuôi thì ví dụ ly dị ra ai là người kinh tế ai người có nắm giữ kinh tế nhiều hơn thì người đó có quyền được chính nuôi xác. Con mà ông chồng đã ly dị một người vợ mà nói chung là tàn canh gió lạnh rồi bà vợ thì thôi thẩm không có đạo đức không có nhân cách thì làm sao mà đưa cho nuôi ba đứa con gái. Ê bà nói có hợp lý mà nghe hợp lý nha đúng không chứ tại sao mà hôm bữa nó đi Thái đó người con nó lẽ nó bỏ ở nhà mình rồi, đúng rồi đúng chắc không? Là con nó ở bên chồng lâu, bên chồng lâu cấu. Thì giống như là qua chơi thăm con rồi chứ anh nghĩ sao một gia đình vọng tộc như vậy mà khi ly dị ra đúng thì ai là người có quyền nuôi con không lẽ là ổng không bỏ cho con ba đứa con gái đúng. Mà đưa vô cái bà mẹ không có mất nhân phẩm nhân đúng cách rồi. Tư cách như vậy thì ai mà chấp chính nhận xác, đúng, rồi. Đúng không chi bởi tôi thấy nó phơi phới nó đi chơi tụi nó bà nó đi đủ lo thứ cho mấy thằng con nhỏ bóng bóng bong bóng bang nữa làm chi hèn chi tao ơi tao nói bởi đúng ra là mẹ bao la quá rồi biết con mình tới ngày thôi vậy mà nói thương mẹ đó thương con mà thử hỏi bà coi cái ngày rụng dâu của con bà biết không? Đúng rồi, biết không? Biết không? Biết cái đắp trời ơi, rồi rụng dâu là gì? Rụng dâu là cái chuyện phụ nữ. Bà nói đại tới tháng đi, trời dễ hiểu, chúng đi cũng dâu ông nội. Rồi không biết con mình bạn say mấy, hít mấy, lờ mấy, cái này cái hít sở thích của con mình là cái gì trời cái gì đất luôn ơi. Á. Có một cái tấm hình không biết quý bà con mình có câu chưa nghe. Sao? Hôm bữa đi Thái Lan á. Rồi. Trời đất ơi, tôi nói nó live stream mà bà biết nó phát hiện cái gì không? Sao? Ông nội tao nói nó giục ba cái áo mà kêu bằng ở phần trên á, áo vòng ba tụi nó bà
nó lên live stream, tao phát hiện ra tao khoanh tròn ngay cho nó, nó dục tứ tung luôn. Bản thân mình thôi, đàn bạn gái kỹ trời, cái kiểu bề xề gì thì lo con được cái gì. Mà nói so với chị Bích Trâm, trời ơi trời, nó lên nó live stream đúng mà nó quý bà con mình, nó dục cái áo mà kêu, họ kêu ăn ngực được không ta, áo ngực, áo ngực, kêu áo ngực bình thường, áo ngực, áo ngực. Nó dục áo ngực ngay sát ngay chỗ nó like luôn, ông nào đây đây có không? Cái đợt like nào mà bận sao mà rớt cái rớt xuống luôn, ở phần che ở trong á, kiểu như nó hết vô là bắt đầu nó bị rớt xuống luôn á. Cái những đoạn clip mà đang viral trên mạng đó, bó tay bà le le này thiệt. Ôi chúng nó lạnh lùng. Mình bây giờ mình thí dụ giờ mình lên like, đúng, mình mang tiếng là hoa hậu danh nhân, đúng, hoa hậu thân thiện, mình cũng là một già giàu, có sang, có chức, có quy, có quyền, mình là một hoa hậu nổ thì mình làm ơn mình cũng phải chỉnh chu chút xíu, đúng. Ví dụ giờ mình chỉnh chu cái phần mà gương mặt mình, đúng, thì mình nói thì làm ơn mình cho cái background của mình đằng sau cho nó cũng sạch sẽ một chút. Đúng. Trời ơi ông nội tôi nói gì đâu like, sao người ta thấy nguyên cái áo ngực nó chạy luôn. Thì có những mà cái đoạn clip viral đó, trời ơi, rớt luôn cái phần ở trong luôn á, bể che cái ti luôn á nha. Vậy mà hai bằng thờ bà ngồi sát bên chứ nó thèm chứ lắm. Trời đất ông nội. Thèm cái gì mà. Ông nghĩ sao mà thèm? Thèm gì? Một đứa mà bóng bóng bang bang thì thèm mặt không phải hả? Thầu đất ơi bà nhớ. Cái ví dụ mà sang Hồng Hà Nhi, trời ơi, Hồng Hà Nhi là chiếc là trai, trai trân đó. Ông chồng bà chắc cũng hay sang. Ê mà kêu khi dành luôn á nha ông. Chứ nữa, dành luôn chứ nữa. Dành luôn á. Trời ơi, Hồng Hà Nhi chiếc là, trời ơi, trai mà sáu múi. Trời ơi, mơn mởn luôn á. Chứ tôi thấy bà mặt bà nham nhở lắm. Mơn mởn, kêu như hai vợ chồng dành đó nha. Ôi, này của tôi, đó, cái này của anh, cái này của em. Đó. Ai mà không thèm đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ mình dẹp phần le le qua quý bà con. Rồi. Mình làm việc một chút với chị Gia. Chú trai ơi, chị Gia. Chị Gia đang nói về chị Gia, tự nhiên cái le le Gia le hoài. Quý bà con mình có tin không? Sao? Chị Gia chỉ mới live stream ngày hôm qua luôn. Sao? Chị Gia có nói một cái câu mà em nói thật nha. Sao? Nói liền nè, chứ tôi cũng biết dùng từ nào nó ghê lắm. Như nè. Đâu rồi ta? Đây, chị Gia nói vậy. Sao? Thì trên cái đoạn live của chị Gia mới nhất á, chị Gia có nói vậy nè. Sao? Câu chuyện bây giờ đối với em á, rồi, nó đã dần dần kết thúc rồi. Kết thúc nha. Kết thúc. Em không muốn đôi co với bọn nó nữa. Em chỉ muốn tập trung so cái sự nghiệp ca hát của em nữa. Tại đó tôi nghe tới đây tôi muốn á khẩu bà. Bà mới đăng lên cái một cái MV ca nhạc rồi, gì đó vậy đó. Nghe đọc tiếp nè. Em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp ca hát thôi. Nếu mà em có giữ tiền cúng điếu á, xin lỗi luôn á, là giờ không còn 1.000. Tại vì em sẽ lấy tiền cúng điếu đó em đi làm từ thiện. Trời ơi trời ơi, ông nội ơi, nghe nhức đầu cà lâm luôn. Thì nghe cái hồi luôn á. Ôi, có nghĩa là chị Gia cho rằng bây giờ cái drama nó sắp sửa kết thúc. Đối với Gia kết thúc rồi. Ủa sao kê chưa kết thúc bà nội? Trời ơi, gì kỹ trời. Ủa mà sao kê là cái gì? Chị Gia nói sao kê là cái gì vậy? Mấy bạn mà cứ kêu chị Gia sao kê giờ hoài vậy. Anh có thể giúp sao kê là bà, cái bà, gì? Bà thấy rõ ràng không? Bây giờ đang chơi chiêu đó. Trời ơi, muốn trốn né sao kê. Ủa giờ đối với em kết thúc từ lâu rồi. Em không còn quan tâm tới họ và không muốn đôi co tới họ. Em chỉ lo tập trung sự nghiệp ca hát em. Ủa kỵ tại ca hát ở đâu? Ca ở đâu bà nội? Bà ca trên YouTube á thì có. Vậy gọi là ca sĩ à? Vậy chắc mai tôi cũng làm ca sĩ quá. Trời ơi trời. Không có cầm mic nên là ca sĩ á. Ôi mắc cười quá. Đây nè chị Gia. Sao? Giờ chị sao kê ra đi. Không, chị Gia không biết sao kê. Mày quên, không có không biết. Tại mà chị Gia thường thường xê cao, chị mày không biết xê cao. Chị sao kê mà, cái sao kê là cái gì mà chị Gia nói trời ơi sao vời quá, chị chưa học tới. Ôi ôi, chơi chiêu giờ muốn ăn quịch người ta, muốn trốn tránh trách nhiệm. Không có mà đâu, chơi ủa kì. Mà ăn quịch cái gì, trong khi mẹ thì đưa đơn trung ương. Còn con thì nói kết thúc rồi. Đúng rồi quý chúng bà con. Chúng ta đã kết thúc rồi. Gia chuyên gia lại lên nói đạo lý vậy nè. Em là không có kêu bận gì. Em không có gì qua người ta. Tranh giành. Em cậu em thương em mời em về lắm. Các kiểu. Gia nói đường mà sáu thì tối ngày lo đâm đơn không. Trời đất ơi trời. Là tại sáu chứ bộ tại Gia hả? Bà cũng đúng. Mà nói vậy trách ai có người. Ồ mà lỡ giành được thì Gia có ở không ta? Không, giành được là cũng như là tới lượt cái Gia giành được ha. Nhiệm vụ bà sáu mới giành được đúng nha. Đúng rồi. Lặng Gia cho bà sáu vô viện dưỡng lão ở luôn. Mà lặng Gia hưởng hết. Vậy hả? Không có giành phải không? Trời đất ơi. Mà tại sao mà mẹ mình đưa đơn mình không biết ta? Hay chắc lắm. Nghe chợ em bé ăn đít không biết không chị biết. Gia đó quý bà con chị em nói khôn quá, quý bà con mình luôn. Để ý giùm em nha. Sao? Chúng ta mà theo dõi chị Gia nhiều là chúng ta sẽ biết được một điều, chị Gia đó chuyên gia có một bài chơi hoài hả. Gia lên nói lúc nào cũng đạo lý á, đạo lý không à? Và lý lẽ và kêu bằng nghề nghiệp của Gia mà lương thì mắc cái con lẹo. Mà Gia không có tung được bằng chứng. Không có mà Gia hiền lắm. Mà giống Gia giống le le gì đó, ai khen Gia với le thì cười cho té.
mà khi mà chửi sao ghê đi, gia đình bất ổn gì đó, rồi bắt đầu dọn cái mỏ lên, tụi bay đi ra coi, tụi bay đi ra coi, y chang bà le luôn, bà le bà ve là đúng. Nói chuyện vui á, lai khen á thì cười vậy đó. Trời ơi. Còn mà lúc mà có Atifan nào vô bắt đầu dọn cái mỏ lên là trời hai mặt liền không? Hai như trời bánh đá. Chính xác. Ôi ơi, gì kỳ anh nấu chửi người ta không có cái này, người giống như giấc dưỡng giấc dưỡng. Rồi kiểu người ta mà kiểu như là ngậm máu thì nuốt vô luôn đi, rồi có đăng sức được thì đăng sức luôn đi. Bó tay thì. Em cái miệng thì nói chuyện đạo lý, văn hoa lè lè cái gì tùm lum. Mà đụng tới là chửi thôi. Mình sống ở trên đời á, mình muốn người ta tin thì mình phải xô ra những cái bằng chứng cho nó kêu bằng nó hợp tình hợp lý. Bằng chứng chứ ủa sao chị biết chị làm mà nhận cái gì mà, giống như làm mà làm gì mà người ta quyên góp hay là cái gì mà bún bò hay gì từ thiện á, sao kê rõ từng chi tiết luôn á, nói chỉ chữ mà rành rạch con số đúng. Thống kê đồ tổng kết đồ được mà tại sao sao kê tiền, tiền kia phúng điếu không được. Còn nói một câu gì nhắc tới tiền phúng điếu tôi nhớ. Sao? Tôi mới nói bà nghe. Cái gì? Sao? Nếu mà em có giữ tiền phúng điếu là em sẽ đi làm từ thiện hết. Ủa? Tiền đó tiền phúng điếu mà tiền phúng điếu của ai? Ai? Nó là cháu mà nó muốn làm ông nội người ta không? Tiền đó là tiền đó là chị Lon là được quyền sử dụng và chị Lon được quyền quyết định. Ở đây không có tới lượt em đâu bé ve. Ôi em với mẹ em mà làm ơn tại để bé ve đâu có cái... nhận là chị là con của cậu Linh đâu. Là nói kêu bằng con nuôi. Bây giờ tôi nói thật, cho dù con nuôi con ruột thì tôi không biết. Nhưng bây giờ cái tiền khúng điếu đó đó. Đúng. Xin lỗi luôn á, cũng tới lượt mày mà giữ mà ở đâu mà mày nói câu gì. Nếu mà em có giữ tiền khúng điếu đó đó, em làm từ thiện. Ủa sao lúc đầu không nói vậy đi? Đâu, mới live stream nó không, qua không, không, lúc đầu mà lúc mà mới cái ngày thì mà họp báo á, chắc chưa suy nghĩ ra. Bà biết con Lương không? Biết con lẹo không? Nó lương mắt lẹo vậy đó. Lương miệng không xương nhiều đường lắc léo phải không? Ôi ơi, giết mà giờ nói thật chứ quý bà con chơi những cái chiêu tào lao. Bây giờ á. Bây giờ kiểu như chắc cũng thấm lần lần rồi đó. Thấm rồi. Bắt đầu bây giờ lên và xài những cái chiêu mà kêu bằng nước mắt cá sấu. Như Lai thần lết với Thiên Long thập bát xỏ tóc. Em chưa thấy chị ve khóc nha. Không khóc. Về cứng gan. Cứng lắm. Dứt mắt của ve để dành khi mà ngồi sau song sắt. Ve nghịch lúc đó ve mới khóc thôi chứ giờ khóc chi. Không, chưa thấy luôn nha. Thấy bà Sáu khóc rồi nè. Thấy chị le le khóc mà khóc đó. Không ra nước mắt nha. Rồi mà thấy chưa thấy chị ve. Trời ơi trời, chơi cái chiêu giờ. Bài đặt giờ lên thang. Đối với em kết thúc rồi, không có kết thúc. Ủa tự nhiên ai bắt đầu và ai kết thúc? Tự mình bắt đầu rồi tự mình muốn kết thúc luôn hả? Bà tưởng đâu là bà kêu bằng quyền lực nhất thế giới. Tự mình mở cái cuộc chơi này ra rồi tự mình kết thúc luôn hả? Chưa gì đích đâu mà. Chưa sao kê gì đồng bạc nữa trơn. Chưa có thống kê cái tiền hòm tiền hèn với cậu Năm trời tài hòm ta cho. Mà bây lên mới nói trời ơi trăm mấy chục triệu nhất ông nội tôi sợ. Qua bên Thái Lan á, 49 ngày. Đó thôi đất ơi. Quất luôn mấy ông thầy bên Thái luôn, lạnh lùng thiệt chứ tôi nói đi tới đâu báo tới đó mà. Rồi quý bà con ơi, thì đó là toàn bộ những gì mà hai vợ chồng em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con mình. Thì quý bà con mình nghĩ như thế nào? Hãy để lại cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con dưới phần bình luận video cho em và tất cả mọi người đang xem được biết. Cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con mình thiệt là nhiều đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với vợ chồng em. Xin chào, hẹn gặp lại.